Xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Mình là Zogar và chào mừng đến với Keep Talking and Nobody Expo, hay dịch tiếng Việt là cứ chém gió đi rồi sẽ không ai bị nổ cả. Game này nó là mình sẽ đóng vai là cái thằng cầm trên tay quả bom, và sau đó GVM sẽ là cái thằng mà kiểu chuyên gia gỡ bom mình từ xa. Đấy, các bạn hiểu không? Và mình sẽ cầm trên tay quả bom đấy, mình sẽ miêu tả quả bom cho GVM và GVM sẽ hướng dẫn mình làm sao để gỡ quả bom đấy. Đó, đấy đơn giản là như thế. Đây là một tựa game rất là hay, và nếu các bạn thích tựa game này đừng quên để lại một like, subscribe channel của mình. Comment dưới cần comment xem là mình có nên làm thêm không, và đừng quên là sang dislike video của GVM ủng Bắt hộ đầu của phát. mình. Ok, chúng ta cùng bắt đầu. Ok. Alo. Where are you Được rồi, bây giờ đây là cái quả bom của mình đang trên bàn này. Để mình nhìn xem nào. Ok, quả bom này tôi thấy có 4 module đúng không ạ? now? Hả, có cái gì? Có 4 module. Ok. Rồi nhá, tức là có một cái ổ dây này, Rồi. có một cái ổ có màu trắng, có cái nút màu trắng chữ abort, một cái ổ có cái ký hiệu và cái ổ đồng hồ. Rồi, ok, chúng ta bắt đầu từng cái Bây một. giờ cái đầu tiên cái ổ dây nhá, Ok, ổ dây. ổ dây này đầu tiên là nó có dây, hai dây đen, Tổng cộng bao nhiêu dây? Tổng cộng bao nhiêu dây? có tổng cộng là 6 dây, 6 dây, ok. hai dây đen, hai dây xanh nước biển, một Ok. dây trắng và một dây vàng. Một dây trắng và một dây vàng đúng không? Nếu như không có dây vàng nào thì rồi bỏ. Nếu như có một dây vàng hoặc là và nhiều hơn một dây trắng thì cắt Không, bỏ dây có thứ tư. một dây trắng, có một dây trắng thôi. Rồi ok, nếu như không có dây đỏ nào thì cắt bởi dây cuối cùng. Ok, được. Rồi cái bảng ký hiệu nhá. Ok. Bảng ký hiệu này, chúng ta có một ký hiệu mặt cười này, Mặt chữ cười. B này, Chữ B. cái quỷ sa tăng này, cái thông bồn Ok. cầu ấy, Cái và thông bồn cái cầu. con số 3 như con rắn ấy. Rồi ok, chúng ta sẽ làm theo thứ tự sau. Trước hết là cái thông của Satan. Rồi. Tiếp theo là cái mặt cười. Mặt cười. Rồi, tiếp theo là chữ B. Tiếp Rồi, và theo cái là con số rắn. 3. Ok. Rồi, bây giờ còn cái bảng màu trắng, à cái bảng mà có cái nút abort màu màu trắng. Nút ở bot màu trắng, từ từ nha, từ từ để tôi tìm nha. Nút ở bot, nút ở bot đây. Được rồi, nếu như cái nút màu xanh và chữ ở bot thì không. Nếu như có hơn một cái cục pin và cái bút có chữ detonate không. Có một nếu cục pin, có hai cục pin. Ôi, có nếu nhiều cục pin có lắm, 1 2 3 4 5 6 cục pin. nếu như có nhiều cục nếu như có hơn một cục pin và cái nút nó xanh detonate thì đâu phải đúng không. Nếu như cái nút màu trắng và có một cái nhãn hiệu gì đó là CAR, CIR á? có cái gì đó, có cái chữ CAR không? Không, không có. Không có không. Rồi ok, nếu như có nhiều hơn hai cục pin trên cái bom và có một cái nhãn hiệu FRK, FRK không? không có. Nếu nút màu vàng không bỏ nha. Nếu như nút màu đỏ bỏ luôn. Nếu như không có điều nào đúng trên đó thì giữ cái nút và thì giữ cái nút. Và tiếp theo là một vài cái lệnh sau. Blue strip. Ủa? Nếu như bắt đầu giữ cái nút thì nó ông thử giữ cái nút coi nó có ra cái màu gì khác lạ ở trên kia bên cạnh của cái Có bom không? ra màu trắng, nó ra màu trắng. Nó ra màu trắng thì release, thả nút ra khi mà có bất kỳ một số 1 nào đó hiện lên trên cái đồng hồ. Ồ, ok. 4, 3, 2, 1. Rồi! Oh yes. Yes! Được. Ok. Đầu tiên gỡ. Bây giờ là mình sẽ đóng vai ngược lại. Mình sẽ là cái thằng mà chuyên gia để hướng dẫn cơ bọn mình. Và GM sẽ là thằng cơ bọn mình. Ok. Rồi, giờ Rồi từ từ từ. Để tôi còn khởi hai động phút lên. rồi. Yes. Nha. Ok, chuẩn bị bắt đầu này. Ba, hai, Hai, từ 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 một. từ 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 từ. Tôi lỡ vào rồi chết. Bắt đầu đi. Ok. Ok, đây là cái quyển sách hướng dẫn sử dụng bom của mình. À, hướng dẫn gỡ bom của mình. Rồi, rồi rồi rồi, ông đọc đi. Để Từ từ tôi rồi ok, trên này có 4 module. Ok thì trước hết là cái bộ dây, trước hết là có 6 cái dây ở đây. 4 module á. Đầu đầu tiên là cái bộ dây, đầu tiên là cái bộ dây có 6 cái dây ở đây. Ok, Tôi không biết là cái 6 cái dây. Ok, 6 6 dây cái dây rồi. rồi. 6 cái dây có hai vàng hai đỏ một Hai vàng, xanh hai đỏ. đó, một xanh một đen. Hai vàng hai đỏ một xanh một đen, hai vàng hai đỏ một xanh một Một đen. hai vàng, hai đỏ, một im. Hai vàng, hai đỏ, một xanh, một đen. No yellow Come rồi, quay dây exactly one yellow white, không phải. Dây no red white, có đỏ đúng không? có đỏ, hai đỏ luôn. Ừ, hai đỏ, hai vàng, một xanh, một đen. Các Ừ. cái dây thứ tư. Cái dây thứ tư không? Ừ. Rồi ok, done. Rồi, Rồi, ok, tiếp tiếp theo theo. là bảng có 4 ký tự lạ mặt ở đây.
trước hết là có ngôi, trước hết là có ngôi sao, có chữ C chấm ở giữa, có chữ B với có chữ gì đó giống chữ B phở, nó bị lật. Ngôi cái gì, ngôi sao nào cơ? Đầu tiên là có ký tự ngôi sao, rồi có một cái chữ C dấu chấm ở giữa, rồi có chữ ngôi giống sao chữ... này có chữ C dấu chấm ở giữa. Rồi xong rồi có một cái chấm, à quên, có một cái chữ B bò với một cái chữ B phở bị lộn ngược. Tôi không hiểu lắm, ông nói lại nào, có ngôi sao là tô kín hay là ngôi sao không tô kín? Kín, ngôi sao kín. Ngôi sao kín, okay. Chữ C, chữ C có chấm giữa. Ờ, à, rồi có chữ B bò với B phở. Chữ gì? Chữ B bò mà B, nó... B bò, à. Ok, rồi chữ B phở nó bị lật ngược lại. Rồi. Cái tô phở bị lật ngược á? Chữ P mà bị lộn ngược lại á. Ông cho cái mic gần miệng ông cái. Chữ P mà nó bị lật ngược lại, nhanh lên gần hết giờ rồi. Tôi chỉ thấy, tôi nghe này thì có cái ngôi sao này. Rồi. Nhá. Có cái rồi. Chữ B này. Trong quyển hướng dẫn của ông có sẽ là một hàng dọc và ông đọc theo thứ tự giùm tôi từ trên xuống dưới. Tôi biết rồi. Tôi là nhưng mà tôi không nhớ cái ký tự cuối cùng nó là cái gì. Nó sẽ cùng một hàng đấy. Cái ngôi sao chữ. Tôi biết rồi. Chữ nhưng chữ mà thế này này. Ngôi cái sao giống... cuối cùng. Rồi. Xong rồi đến cái chữ C có dấu chấm. Rồi. Chữ B và trên cùng là cái gì đấy. Và một cái giống chữ P phở. Tô phở á? Chữ P, một cái chữ P nữa nhưng mà nó bị lộn ngược. Cái T mà bị lộn ngược á? P, cái chữ P không? À P lộn ngược, ok rồi. P. Ok, thì rồi, nó sẽ có chữ B. B nào? B. Bò. Rồi. Rồi, xong rồi C có dấu chấm ở giữa. Rồi, ok. Rồi, xong rồi đến chữ P lộn ngược. Rồi, ok, done. Rồi, tiếp theo là cái nút. Rồi, xong. Rồi xong, ok. Tiếp theo là cái nút nó có nút màu đỏ có chữ hold. Nó màu đỏ chữ hold à? Thế nào có mấy cái cục pin? Tôi không thấy cục pin nào hết. Có ba cục pin. Ba cục pin. Thế nào? Cái nút màu đỏ đấy ghi là gì? Hold à? Hold. Bấm vào đấy thả luôn ra. Bấm ngay nhả. Rồi ra. Xong. Được không? Oh yes, hoàn tất. Yes. Chỉ còn một phút mấy nữa thôi. Okay, yes. Thắng rồi. We did it. Yeah. Okay, quay lại. Ok, done. Ba mở đùn nữa nha. Rõ lên, ông nói gần mic vào, tại vì là ông nói xa mic nó cứ kiểu rè 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 không nghe thấy. Ok. Rồi okay, có. Rồi từ tôi mô tả đây. 3, 1 bắt đầu. Ok, bắt đầu đi. Có 3 module ở đây. Đầu tiên. Rồi ok, đầu tiên là cái đống dây. Đầu tiên là có một cái đống dây có tổng cộng 6 dây. 6 dây. Okay. 2 đen, 2 đỏ, 1 vàng, 1 xanh. 2 đen, 2 đỏ, 1 vàng, 1 xanh. Ông cắt cái dây thứ tư. Dây thứ tư. Bụp, rồi ok. Ok. Tiếp theo rồi tới một cái bảng mấy ký tự lạ. Ok, bảng ký tự lạ. Rồi đầu tiên là chữ H viết hoa rất là đẹp. Chữ H viết hoa rất đẹp á? Rồi, thấy chưa? Chữ H viết hoa. Chữ H viết hoa rất đẹp. Giống chữ H viết hoa. Rồi tiếp theo là cái giống chữ O mà nó có một cái gạch ở cái một cái gạch ở cái đáy của nó, gạch xuống đáy rồi nó. Chữ O có gạch xuống, gạch xuống ở dưới đáy. Rồi, tiếp theo là cái gạch mà giống gì? Chữ A. Chữ O gạch dưới đáy á? Có một cái gạch thẳng xuống dưới đáy. Thế rồi. Chữ O gạch xuống. Rồi tiếp theo là có chữ C bị lộn ngược có chấm ở trong. Rồi. Rồi có chữ A gì có giống chữ T ở trong chữ A á. Rồi ok, rồi. Cái nào trước? Đầu tiên là cái chữ O gạch dưới. Rồi ok. Từ chữ A. Rồi. Rồi. Rồi rồi. H. Rồi ok, xong. Rồi. Rồi tiếp theo là một cái bảng số có cái màn hình có cái số và ba cái và bốn cái nút ở bên tôi, dưới. Tôi không nghe ông nói gì cả. Ông nói nghe cứ lẹ. Có một cái màn hình in số 2 và có bốn nút ở bên tôi dưới. Tôi nghe thì ông nói gì cả. Alo. Nói to lên. Nói có nói một màn hình. Có một màn hình và bốn cái nút ở bên dưới. Không ổn rồi. Đi cắt lại cái màn này. Có những cái gì đây? Từ, đang lên. Có ba cái module ở đây. Rồi, trước hết là module đầu tiên là có 6 cái dây. Rồi. 6 cái dây và 6 cái dây này thì có 3 cái màu đỏ, 2 cái đen và 1 cái xanh. 3 cái màu đỏ, 2 cái màu đen, 1 cái xanh. Oh shit. Oh yeah. Cắt dây thứ 3. Rồi ok, xong. Rồi. Tiếp theo là một cái màn khá là lạ mà nó có một cái hình thoi bên trong có bốn hình vuông. Ok, hiểu rồi. Rồi ở bên trên là màu xanh nước biển. Bên dưới là màu xanh lá cây.
bên trái là màu đỏ, bên phải là màu vàng và cái màu vàng đang nhấp nháy. Rồi, này, thế là có thể đi đây. Nếu cái màu vàng nhấp nháy. Ờ, thì sao bấm vào à? Màu vàng nhấp nháy ở phía bên phải nha. Đúng không? Ờ. Cái màu vàng nhấp nháy bên phải. Đầu tiên sẽ ông sẽ bấm vào màu xanh lá cây. Bấm vào xanh lá cây. Ôi sai rồi. Mình thấy màu đỏ. Bấm màu đỏ. Sai hết cả hai cái rồi. Màu đỏ không được à? Không. Hả? Không được. Rồi màu vàng nhấp nháy á. Ờ. À. Ông để cái series number ấy, nó có số âm không? Không có số âm. Không có số nguyên âm. Không có âm. Hả? Không có. Không số nguyên âm. Ờ. Bấm màu đỏ đi. What? Nãy bấm màu đỏ sai mà. Lại đi. Rồi. Nó kêu tít tít gì đó rồi. Đồ à? Rồi xong nó kêu tẹt xong tét tét. Được không? Giờ cái không nổ, giờ đúng không? Không nổ, đúng không? Không nổ nhập, nhưng mà cái màu vàng đã chuyển sang nhấp nháy hai lần rồi. Và kèm theo tiếng nhấp nháy cứ tiếp cứ tít tít hai cái liền vậy á. Nháy hai lần liền. Ờ, xong nó còn kêu nữa. Chết rồi. Mua vàng cứ nhấp nháy hai lần. Ờ, mà nó còn kêu tít tít nữa. Ờ, bấm màu chết rồi. Màu đỏ. Rồi, bấm rồi, nó đồng ý rồi. Giờ chuyển sang gì đây? Nháy mấy lần? Nó, cái màu vàng vẫn nhấp nháy hai lần. Và đồng hồ đang chỉ còn... Bấm đồ đỏ lần nữa. Rồi, bấm rồi. Được không? Nó vẫn... Không rồi, đúng không? Nó vẫn không thay đổi gì. Bấm màu vàng được à? Bấm màu đỏ ấy. Bấm rồi nhưng mà nó không thay đổi nữa. Cái vàng nó vẫn cứ nhấp nháy hai lần. Vàng nó vẫn nhấp nháy hai lần á? Tôi tạch chỉ rồi. Chỉ có một cái vàng thôi à? Ờ hớ. Chết rồi, cái bom nổ mất, chết mất. Ông bom kéo xanh lá cây đi. Trời ơi, bom kéo nổ chết luôn. Sao? Bom vào nổ chết luôn. Nổ thế à? Bom vào nổ chết luôn, tồi vãi. Tồi vãi. Rồi, tiếp. Làm lại đi. Rồi, lại nhá. Ok, thử một cái bom khác. Vãi nồi. Xóa cái cũ đi á. Thả nó ra khi bất cứ số nào số 1. Ok, chuẩn bị, 4 à. Rồi ok, xong. Ok. Và tôi bị sai nãy, tôi sai mất một lần. Rồi tiếp theo là một cái dạng mê cung. Ê, chết rồi, tôi lỡ tay bấm ngu rồi. Mê cung, rồi, đầu tiên rồi, nha. Đầu tiên là có một cái hình tam giác ở... Một hình tam giác nó xoay ở hàng đầu tiên vị trí số 3 từ trái qua. Bây giờ ông phải tưởng tượng cái hình mê cung nó ở nào. Bây giờ ông phải tưởng tượng xem là cái hai cái màu xanh ấy, ông có hai cái nút màu xanh đúng không? Ờ. Hai nút màu xanh ở vị trí nào? Bây giờ nha, một cái là nó ở vị trí hàng thứ hai từ chân xuống và vị trí số 2 từ bên phải qua. Hàng thứ hai trên xuống vị trí hai từ bên này phải qua, không hề có nào bên kia cả. Hai vị số 2 từ trên xuống và từ bên phải qua. Hai thì xuống bên phải qua, tức là có ở nó trong vòng 4 ô đầu ấy. Ờ, nó ở trong vòng 4 ô góc phía bên phải trên đấy. Phạm chí đây rồi, ok được rồi. Rồi. Tiếp theo cái thứ hai. Cái thứ hai là nó ở hàng thứ tư từ trên xuống và okay, số 2 rồi. Từ rồi ok. Thế bây giờ cái nút thế cái con đỏ đỏ của ông ở đâu? Cái con đỏ đỏ của tôi hả? Không, cái con đỏ đỏ thì nó ở vị trí số 3 ở hàng đầu tiên vị trí số 3 từ bên trái qua. Hàng đầu tiên vị trí số 3 từ bên trái qua. Ờ. Ok rồi. Bây giờ việc ông cần làm đó là bây giờ đang ở đấy gì? Ờ. Bây giờ ông cần dịch sang bên trái. Bên trái. Rồi nổ chết luôn. Được chưa? Nổ chết luôn rồi. Dịch sang bên trái một mà. Ừ, tôi bấm vào bên trái nổ cái bầm chết luôn. Ờ, thế sao ông bị sai một lần mà nó nổ chết luôn được? Không, tại vì nãy tôi bị sai một lần ở cái nút bấm rồi. Nhìn qua bên trái nó cái đông chất luôn rồi, trời ơi, nhạc buồn vang lên. Bây giờ phải làm lại. Bây giờ có một lần thành công, có một lần thất bại chứ. Nãy giờ hai lần thất bại rồi. Không, tôi thấy cái lần này thất bại hay hơn. Ông báo lần thất bại trước đi. Ok. Ờ, chúng ta làm lại tiếp ha. Làm lại nha. Ok, chúng ta cái bom ở đây có 3 module. Cái module đầu tiên là đống dây, có 6 cái dây ở đây. Cắt dây thứ tư. Bùm, rồi ok, xong. Tiếp theo rồi. Là một cái màn hình. Màn một cái màn à? Hình.
có cái số 4 và có 4 số ở bên dưới. Rồi, tôi hiểu rồi. Ok, stage 1 là có số 1 đấy. À, là màn hình hiện số 4 đấy. À, số 4, có số 4 đi. Ờ, màn hình hiện số 4. Bấm vào cái số vị trí thứ 4. Vị trí thứ 4 không? Ừ. Rồi, một cái. Màn 2. Số 5 mới hiện lên. Màn 2 là số 3. Số 3 hiện lên thì bấm cái số đầu tiên. Số đầu tiên, rồi. Rồi. Tiếp. Màn hình hiện số 3. Vị trí số 3, bấm cái số vị trí thứ 3. Rồi. Màn hình hiện lên số 4. Số 4 thì bấm cái vị trí như là cái số 2, tức là số đầu tiên. Số đầu tiên không? Rồi ok, anh. Rồi còn một cái nữa là màn hình hiện số 3. Số 3. À, bấm cái đầu tiên. Bấm cái đầu tiên không? Ơi, tạch rồi. Không được à? Không được. Vừa lại từ đầu rồi. Thế rồi sửa lại. Cái cuối cùng, là số 1. À. Thì ông lại bấm vị trí thứ 2 này một lần nữa. Vị trí thứ 2 không? Ừ. Tạch rồi. Không được á? Không được, what? Lại. Màn cuối là số 4. Số 4. À, thì ông bấm cái số mà ông làm giống ở cái màn 3 ấy. Rồi nó luôn rồi. Cái số mà ông đã làm ở màn 3 ấy. Cái hết số giờ. Nhá. Hết giờ rồi. Phải nồi sao tạch vậy? Tạch mãi vậy. Trời ơi, tôi khóc mất. Tôi khóc vào dòng sông đi. Lại rồi, mệt quá. Ông có muốn một lần nữa không? Lại một lần nữa đi. Vậy, tại sao thế không? Ông thấy tôi chỉ cần hướng dẫn một lần là ông qua liền. Còn ông hướng dẫn từ bao nhiêu lần rồi? Tôi nhớ những số đấy, chính ông là người đứa không nhớ số. Ơ, ừ, được rồi, tôi lấy giấy tôi chép lại hướng. Ok, lần này tôi sẽ ghi giấy để chép. Thì xem. Ok, chúng ta sẽ retry lại. Ok, tiếp theo là một cái bom có... Ôi mẹ ơi, bao nhiêu cái module cùng một lúc vậy? 1, 2, 3, 4. 6 cái module. 6 module. Rồi ok, đầu tiên là bảng dây tùm lum tà la hết. Rồi, có 4 xanh, 1 trắng, 1 đỏ. Cái số cuối cùng của cái series có phải là số lẻ không? À, có phải số chẵn không? Số cuối cùng của series là số chẵn. Ok, cắt cái dây thứ 3. Cắt dây thứ 3. Sai. Sai á? Ờ. Sai á? Sai rồi. Sai đúng. Sai. Sợ ai sai? À, số lẻ chứ, nhầm. Fuck you! Trời ơi là trời, tôi chết mất. Cắt dây thứ 4. Trời ạ, à, rồi ăn rồi. Tiếp theo là một cái nút màu đỏ có chữ abort. Màu đỏ chữ abort. Ok. Màu đỏ có chữ abort. Mà thì ông giữ vào đấy, sau đó là ông lên màu đỏ, giữ lên màu đỏ lên màu đỏ. À, còn đây hiện lên màu gì? Màu đỏ. Màu đỏ ông đợi có hiện lên số 1. Số 1 okay. Trên đồng hồ. Rồi ok, tiếp theo là nút màu trắng có chữ hold. Nếu mà nút màu trắng thì ông lại bấm giữ vào đấy xem là hiện lên màu gì. Lên màu trắng. Hiện lên màu trắng thì ông cơ đợi số 1, đến số nào số 1 thì ông thả. Rồi ok anh, tiếp theo là một bảng một đống dây, 6 cái dây. Hai đen, một vàng, một trắng, một đỏ, một xanh. Cắt dây thứ 4. Cắt dây thứ 4. Rồi ok anh, tiếp theo là ký tự lạ. Ký tự lạ nha. Rồi, cái chữ cái màu O, chữ O gạch người bên dưới. Rồi. Rồi chữ A có giống chữ T. Rồi. Rồi cái giống chữ N bị lộn ngược. Chữ gì? Cái giống chữ N. Chữ N mà chéo chéo như kiểu như set đấy. Đúng rồi. Với một cái nữa là cái gì, nó có hình tam giác rồi ba cái râu ở bên dưới cái gì á. Rồi, chữ O. Chữ O. A. Harry Potter. Harry Potter là cái gì? Xét thì cái hình chữ N thêm xét thì. Rồi ok. Rồi, còn một phút nữa là một cái bảng ký tự lạ nữa. Ok. Rồi tiếp. Hình mặt cười, ngôi sao màu đen, xe tăng thông đít với chữ P lộn ngược. Mình mặt cười, ngôi sao màu đen, thông đít và chữ P lộn ngược. Năm mươi giây. Thông đít rồi. Mặt cười. P lộn ngược. Với lộn ngược, ngôi sao, yes, ăn. Yes, ăn rồi, yes. Mệt vãi. Done, I'm done. Tôi xong. Tôi xong rồi, tôi xong cho buổi tối ngày hôm nay rồi. Ok, vãi tôi tạm cho mọi người đã. Căng thẳng.
Ok, tạm biệt các bạn ạ. Và hẹn gặp lại video sau. Nếu các bạn thích tựa game này, đừng quên để lại một like và subscribe channel của mình nếu chưa subscribe. Hãy đừng quên là comment xem mình có nên làm thêm không. Và hãy qua channel của GVM, dislike tất cả video của GVM. Sau đó chạy đây và comment xem là em đã làm rồi, sẽ có thưởng các bạn. No, tạm biệt các bạn, gặp lại video sau. Mình còn dư mà. Vãi nổi cái trò này đau tim quá đi mất. Vãi nổi. Ok, bye bye. Bye bye.